Nhân ngày dỗ trận Vị Xuyên, Hà Giang, Lê Xuân Đỡ cùng các đồng chí đồng đội lên thăm lại chiến trường xưa, kính viếng tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước để cho chúng ta có ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn thưởng thức bài thơ viết về đồng đội, tác giả Lê Xuân Đỡ, diễn ngâm nghệ sĩ Mạnh Hùng. Từ khi rời quân ngũ, nay tôi trở lại thăm chiến trường nơi biên ải quốc gia. Những đồng đội ra đi không trở về nhà, nằm lại tuyến đầu vùng xa biên giới. Nhiều năm qua thấy mình như có lỗi đi rất nhiều, nhưng chưa tới thắp nhang. Cầu cho các linh hồn đang ở nghĩa trang sớm được siêu thoát nhẹ nhàng yên nghỉ. Nhưng còn rất nhiều, không chỉ mình tôi muốn trở lại cái nơi gần đất xa trời. Nhìn núi đá hóa lò vôi thế kỷ, hang rơi bốn hầm ngã ba Thanh Quỳ. Làng Pinh làng Đót chỉ huy tuyến đầu giữ gìn biên giới, không cho giặc Tàu xâm phạm lãnh thổ tiến sâu chiếm đất. Hôm nay tháng 7 vào ngày Chủ Nhật, đồng chí đồng đội người mất người còn. Âm dương cách biệt xin hướng mượn bút thay lời cho đoàn sứ Thanh, tất cả trên mình màu xanh ao linh. Kính cần dâng hương mời đồng đội về, hâm hưởng thanh lộc qua quê nhà đây. Vậy nên mình viết tâm linh bằng giấy hồn thơ, hồn bạn tháng 7.